Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong bài học trước các em đã được học về phần A Closer Look 1 của Unit 7. Và hôm nay các em sẽ tiếp tục với phần A Closer Look 2. Đối với phần A Closer Look 2 bài học ngày hôm nay, các em sẽ được ôn tập về mẫu câu điều kiện loại 1. Và bên cạnh đó các em cũng sẽ được học kiến thức mới liên quan đến mẫu câu điều kiện loại 2, Conditional Sentences Type 2. Và các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8 tập 2 để chúng ta có thể học hiệu quả hơn nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về phần lý thuyết liên quan đến mẫu câu điều kiện loại 1. Chúng ta cùng bắt đầu ôn tập về câu điều kiện loại 1 thông qua hoạt động đầu tiên, Activity 1. 1. Put the verbs in brackets into the correct form. Ở hoạt động đầu tiên này, các em sẽ đặt dạng đúng của các từ được cho, các động từ được cho ở trong ngoặc. Ta thấy ví dụ như ở câu đầu tiên, ở đây thể hiện rõ hai vế, hai mệnh đề, đó là mệnh đề if và mệnh đề chính, main clause. Đối với mệnh đề if, bởi vì đây là một câu mong ước ở trong hiện tại, nếu chúng ta tái chế nhiều hơn thì chúng ta sẽ giúp được cho trái đất. Một mong ước, một cái điều ở hiện tại, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề if với động từ ở thì hiện tại đơn, present simple. Ta sẽ giữ nguyên từ recycle, if we recycle more. Và ở main clause, mệnh đề chính, thì chúng ta sẽ sử dụng will đi kèm với động từ nguyên mẫu. We will help the earth. Chúng ta sẽ có thể cứu giúp cho trái đất. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành các câu còn lại với cấu trúc của câu điều kiện loại 1, Conditional Sentences Type 1 nhé. Và sau khi hoàn thành xong, nhớ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Combine each pair of sentences to make a Conditional Sentence Type 1. Với hoạt động số 2, các em sẽ kết hợp những cặp câu để làm thành câu điều kiện loại 1. Ví dụ như ở câu đầu tiên ta có Students are more aware of protecting the environment. Teachers teach environmental issues at school. Học sinh có ý thức hơn đối với việc bảo vệ môi trường. Giáo viên dạy các vấn đề liên quan đến môi trường ở trường học. Vậy thì câu này chúng ta có thể viết lại với dạng câu điều kiện loại 1, đó là học sinh sẽ có thể nhận thức được về bảo vệ môi trường nếu giáo viên dạy những cái vấn đề liên quan đến môi trường ở trường học. Students will be aware of. Aware of, đằng sau này các em sẽ tiếp tục viết tiếp protecting the environment. Và tiếp theo sẽ là mệnh đề if. Bởi vì if nằm ở mệnh đề sau cho nên các em sẽ không sử dụng dấu phẩy để chia cắt hai mệnh đề. If teachers teach environmental issues. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành các câu còn lại bằng cách kết nối hai câu theo dạng của, theo cấu trúc của câu điều kiện loại 1 nhé. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong hoạt động số 2, Activity 2 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về mẫu câu điều kiện loại 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần lý thuyết về mẫu câu điều kiện loại 2 mà các em sẽ được học trong bài học ngày hôm nay. Về mẫu câu điều kiện loại 2 hay còn gọi là Conditional Sentences Type 2 thì các em sẽ sử dụng mẫu câu điều kiện loại 2 này để miêu tả một cái sự việc mà nó không có thật hoặc là gần như không thể xảy ra trong hiện tại cũng như xảy ra trong tương lai. Để hiểu hơn về phần giải thích này thì các em cùng xem cho cô ví dụ sau. Ta có ví dụ: If it wasn't noisy here, I could hear you clearly. Nếu ở đây mà không quá ồn thì tôi đã có thể nghe bạn nói một cách rõ ràng rồi. Từ công thức từ cái ví dụ này thì các em cũng có thể rút ra cấu trúc hoặc là công thức của câu điều kiện loại 2, đó chính là ta có if, mệnh đề if. Đối với mệnh đề if thì if sẽ đầu tiên, sẽ nằm ở đầu tiên. Sau if sẽ là chủ ngữ và sau chủ ngữ sẽ là động từ được chia ở past simple thì quá khứ đơn. Đối với động từ chia ở thì quá khứ đơn thì động từ này sẽ là động từ ed hoặc là động từ ở cột 2, verb cột 2. Và đối với mệnh đề chính, main clause, thì chúng ta sẽ có chủ ngữ ở đầu tiên. Tiếp sau chủ ngữ sẽ là would, sẽ
hoặc là could có thể, might có thể, và đằng sau would, could, might các em sẽ đi kèm với động từ nguyên mẫu. Giống như với ví dụ ở trên, các em thấy ở đây động từ chính của mệnh đề if người ta cũng sẽ chia theo quá khứ đơn, thì quá khứ đơn đó là was, wasn't. Và ở bên dưới người ta cũng sử dụng could đi kèm với động từ nguyên mẫu here. Ngoài mục đích sử dụng trên thì chúng ta cũng có thể sử dụng câu điều kiện loại 2 để đưa ra lời khuyên. Used to give advice, đưa ra lời khuyên. Ví dụ như trong trường hợp sau, if I were you, I would see the doctor immediately. Nếu tôi là bạn thì tôi đã đi gặp bác sĩ, tôi đến bác sĩ khám ngay lập tức rồi. Ở trong trường hợp này các em thấy người ta dùng mẫu câu là if I were you. Đây là một mẫu câu phổ biến để đưa ra lời khuyên. Bởi vì tôi không bao giờ là bạn, điều đó không có thực trong thực tế, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu điều kiện loại 2. Và các em cũng lưu ý cho cô là trong câu điều kiện loại 2 thì chúng ta có thể sử dụng cả was hoặc là were cho chủ ngữ là I, he, she hoặc it với mệnh đề if. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động số 3, Activity 3 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về phần lý thuyết chúng ta vừa học về câu điều kiện loại 2 nhé. Vậy là các em đã vừa học xong phần lý thuyết liên quan đến câu điều kiện loại 2, Conditional Sentences Type 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 3, Activity 3, để ôn tập về lý thuyết liên quan đến câu điều kiện loại 2 mà chúng ta vừa học. 3. Match an if clause in A with a suitable main clause in B. Ở hoạt động số 3 này, các em sẽ nối mệnh đề if ở cột A với mệnh đề chính phù hợp ở cột B. Ví dụ như ở câu đầu tiên, ta có if I were you, nếu tôi là bạn. Thì đối với câu này, mệnh đề này, chúng ta sẽ thấy có một mệnh đề phù hợp ở bên cột B có thể nối với mệnh đề này, đó chính là tôi sẽ tìm một nơi mới để sống. I'd look for a new place to live. Hay như câu số 2, number 2, if Lan wasn't ill, nếu Lan không bị ốm, đã không bị ốm, thì cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta. Chúng ta sẽ nối to với see. Mệnh đề if thì quá khứ đơn, và mệnh đề main clause, mệnh đề chính, sẽ đi kèm với good, cộng với lại một động từ nguyên mẫu, verb infinity. She would join our tree planting activity. Tương tự như vậy, các em sẽ hoàn thành các câu còn lại và sau khi hoàn thành xong, các em sẽ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Put the verbs in brackets into the correct form. Ở hoạt động số 4, các em sẽ đặt cái dạng đúng của các động từ đã cho trong ngoặc theo công thức của câu điều kiện loại 2. Ví dụ như ở câu đầu tiên ta có nếu bạn là tổng thống, bạn sẽ làm gì để giúp môi trường? Điều này không có thực ở hiện tại, vì vậy nó phải sử dụng câu điều kiện loại 2. Và trong trường hợp này, mệnh đề if sẽ phải sử dụng động từ ở thì quá khứ đơn. Ta có be sẽ được chia là was hoặc là were. Và trong trường hợp chủ ngữ là you, vì vậy chúng ta sẽ chia to be là were. If you were the president, What would you do to help the environment? Bạn sẽ làm gì để giúp cho môi trường? Các em sẽ chuyển good ra đằng trước chủ ngữ you. What would you do? Tương tự như vậy, các em sẽ hoàn thành các câu còn lại theo công thức của cấu trúc của câu điều kiện loại 2, giống như ở trong phần lý thuyết lúc nãy cô vừa giảng cho các em. Tiếp theo, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Write a conditional sentence type 2 for each situation, as in the example. Trong hoạt động số 5 này, các em sẽ viết câu điều kiện loại 2 với các tình huống ở bên dưới. Và câu đầu tiên đã là câu ví dụ mẫu cho các em. Ví dụ mẫu đó là people throw rubbish in the street. The street doesn't look attractive. Mọi người vứt rác ở trên đường và đường phố vì vậy mà trông không có còn hấp dẫn, không còn trông đẹp đẽ nữa.
Và với câu này chúng ta sẽ viết lại với câu điều kiện loại 2, đó là if people didn't throw rubbish in the street, it would look attractive. Nếu mọi người không vứt rác ở trên đường phố thì cái đường phố này sẽ trông tuyệt hơn, đẹp hơn. Hay như câu số 2 ta có there are so many billboards in our city. People cannot enjoy the view. Có rất nhiều cái biển hiệu ở trong thành phố của chúng ta. Mọi người không thể nhìn thấy khung cảnh, quang cảnh. Đối với câu này chúng ta cũng có thể viết lại thành câu điều kiện loại 2, đó là if there weren't so many billboards in our city, people could enjoy the view. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành các câu còn lại với dạng của cấu trúc câu điều kiện loại 2, và sau khi hoàn thành xong nhớ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp theo là hoạt động số 6, activity 6. 6. Chain game. Working groups. Student A begins with a conditional sentence type 1 or type 2. Student B uses the end of the student A's sentence to begin his or her own sentence. Student C does the same. Continue the game until the teacher tells you to stop. Và ở hoạt động số 6 này sẽ là một trò chơi nối kết. Các em sẽ làm việc theo nhóm. Bạn học sinh A sẽ bắt đầu với câu điều kiện loại 1 hoặc câu điều kiện loại 2, và bạn học sinh B sẽ sử dụng câu cuối của bạn học sinh A để bắt đầu câu của anh ấy hoặc cô ấy. Bạn học sinh C sẽ tiếp tục làm tương tự. Trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi giáo viên bảo ngừng. Which group has the most sentences? Và câu cuối cùng người ta hỏi là cái nhóm nào trong các nhóm sẽ có nhiều câu nhất, đạt được nhiều câu nhất. Và đối với phần trò chơi này, các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho các câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 mà các em đặt ra nhé. Well done, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần A Closer Look 2 với các mẫu ngữ pháp liên quan đến câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 mà chúng ta được học trong bài ngày hôm nay. Và trong phần tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về phần Communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Đối với phần Communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh tiếp theo, các em sẽ được học cách nêu ra những loại ô nhiễm, bên cạnh đó các em cũng sẽ đưa ra thảo luận về các nguyên nhân, các kết quả, hậu quả của việc ô nhiễm và đưa ra các giải pháp để hạn chế việc ô nhiễm đó. Vì vậy, các em về nhà hãy thực hiện lại các bài tập mà chúng ta đã làm trong bài ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books, và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo, phần Communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh nhé. Ok, goodbye, see you next time.